Rồi cái này là tắt bớt hết rồi cho nó nhẹ bớt. Đầu tiên là cái phần engine ha. Engine thì mặc định là nó CPU, có nghĩa là render bằng CPU. Thì thường mình V-Ray render CPU rất là nhanh ha. Nhưng mà nhanh thì không bằng cái phần CUDA này. CUDA này chính là render cả màn hình, GPU thấy không? Cái CUDA này thì nhanh hơn nhiều, với điều kiện là phải cầm hình cỡ 8GB RTX á, nó mới nhanh được ha. RTX á, chứ còn GTX thì vẫn chưa nhanh bằng RTX. Thì nếu mà RTX á, thì mình bấm vào cái khúc này luôn, GPU RTX nè thì cực kỳ nhanh luôn. Còn nếu mà GTX thì bấm vô CUDA được rồi. Tuy nhiên khi render bằng card hình á, thì nó chưa hỗ trợ mạnh, thành ra là dễ bị lỗi. Mặc dù nhanh nhưng mà dễ bị lỗi về ánh sáng. Ánh sáng nó dễ bị lỗi lắm, nó không đồng nhất hoặc nó bị lỗi lốm đốm gì đó, đại khái vậy. Thì nên nó cầm hình bị hai cái lỗi đó. Còn bình thường là mình có CPU mạnh là đủ rồi, không cần cầm hình. Cái cầm hình á, mình dùng cho 3D chỉ là mình vẽ là bị giật thôi. Mình di chuyển mà bị giật lắc á, là do cái cầm hình yếu, giật lắc. CPU chỉ một phần thôi mà đa số là cái cầm hình nó bị cái đó. Rồi thì ra mặc định mình đang đăng bằng CPU ha. Tiếp theo cái phần là interactive. Interactive thì là cứ render thời gian thực, mình biết rồi đúng không? Mấy bữa có nhiều bạn thử á, thì bằng cách là bấm vô đây là cái hình bình trà mà có bàn tay đó, là chính là render interactive. Thì máy cũng cảm hình cũng mạnh tí mới render cái này. Có nghĩa là mình sửa gì mình quay cái hình á, thì cái render thời gian nó cập nhật theo thời gian thật luôn. Thời gian thật luôn vậy đó, mà do máy yếu á, thì thầy không làm cái đó, bữa giờ làm kia không. Rồi tiếp tới là progressive. Progressive có nghĩa cái tiến trình render nó giống như render nháp vậy, nó render hoài, có khi nó không dừng, nhưng mà đây vẫn dừng. Ở đây mình render nó vẫn dừng ha, nhưng mà nó cái đó là chế độ gọi là render test, là progressive. Nó được bật này không, khi mình tắt đi, khi mình render thật á, render để xuất hình á, thì mình tắt cái này đi thì tự động nó sẽ biến thành bucket. Thì trong đây nó không có thuật ngữ bucket, sau này qua 3dsmax sẽ thấy hai cái thuật ngữ nó rõ hơn, progressive và bucket. Thì ở đây mặc định ngầm nó hiểu là mình tắt cái progressive đi thì nó qua chế độ bucket, là chế độ render thật á. Thành ra nhớ khi render mà gửi xuất hình đó, giống như bài đề thi của mình á, thì nhớ tắt cái progressive này đi ha. Rồi cái thế mạnh của SketchUp so với 3dsmax là cái thông số này nè, hầu như mình không có chỉnh mà mình chỉ trượt cái thanh thôi, thanh quality chính là chất lượng của nó. Mình nhìn cái thông số này nè, mình mỗi lần mình chỉnh gì nó lên thông số nó chỉnh theo hết đó. Rồi thí dụ nhìn này nha, ví dụ mình cho là chế độ là low hay không, tự động nó nhảy hay không, rồi low cộng á, low thấp nhất luôn hay không, tự động mấy thông số nó nhảy hết, mình không phải điều chỉnh nữa. Còn bên 3dsmax mình phải chỉnh tay mấy này hết đó, nó phải hiểu về thông số này. Thì thông số này thầy cũng không giải thích, nó trên mạng nó có nhiều lắm, ở trên mạng nhiều không giải thích. Mình chỉ cần quan trọng lấy setting thôi, tại vì khi bạn đi làm trong ty á, mình lấy đúng một setting mà nó đẹp hơn làm hoài, chứ không cần cái setting khác nữa. Quan trọng là cái cách đặt đèn là quan trọng nhất, hay như là vật liệu, hai cái đó thôi, còn setting lấy một setting duy nhất. Rồi cái low là chất lượng thấp nhất nè, qua tới là low cộng phải không, qua tới là medium. Thì thường mình render test mình render medium nè. Còn nếu mình render low thấp nhất á, thì mình tăng cái khẩu ảnh lên, tăng khẩu ảnh trong cái phần là render output. Khả năng 800-600 nè, nếu mà lô mình tăng lên ví dụ 1600, nó cho khoản nó lớn lên. Thì cái tỷ lệ mà 1600-900 á, là chính là tỷ lệ của màn hình là 16.9. Bây giờ tỷ lệ đó phổ biến 16.9 tỷ lệ màn hình mình đó. Còn nếu mà render thật á, rồi render kéo lên hết luôn, nhưng mà tới là hết là 2+ thôi thì nó nặng lắm. Thì mình mắc sub nó lên tới 100 này không, mình giảm lại 2 thôi, mắc sub 64 được rồi, đúng không? Thì sau này mình ra 3dsmax á, mình copy những thông số này dán qua mát y chang nó vậy đó, là nó chế độ render cao rồi. Thì render cao á thì nhiều khi mình không cần bật denoise luôn, tự động nó tính toán hết, nó không cần denoise, không cần bị nó cũng giảm noise cho mình rồi, với điều kiện là đèn phải đủ sáng nha. Còn đèn mà không đủ sáng nó vẫn bị noise ha. Rồi cái denoiser thì bữa thầy nói rồi ha, khi mình bật nó lên á thì khi render xong á là nó denoise ra. Nhưng mà denoise này nó cũng có dở là khi những cái chi tiết mình làm rõ về một cái sợi vải á, khi mình denoise nó bị mầm nhè đi, giống như nãy cái bình á, cái bình vừa rồi mình bị denoise nó mất cái chi tiết đây nè, đây nè, thôi con bình không, nó bị bào nè, bị nhòe nè. Ở này như nè, cái rửa chén lúc mà render nó đang tiến trình nó rất rõ mà nó bị nhè do denoise nè, bị nhè đi. Thành ra denoise nó cũng có tác Các dụng phụ là những chi tiết làm mất đi chi tiết. Thành ra mình chỉ cần setting cao rồi khỏi cần V-Ray Denoise nữa, nhưng mà với điều kiện đặt đủ sáng, đừng thiếu sáng ha. Đó, V-Ray Denoise. Rồi nhớ là chọn 2 nha. Xuất hình là tắt Pro Ratio là 1, chọn 2 là 2. Cái thứ ba là chọn chất lượng khổ ảnh. Thì khổ ảnh render nháp thì 800. Đó, 800 được rồi. Mình chỉ tính một cái chiều thôi nha, tại chiều này tự động nó cập nhật. Sổ là 16.9 nè. Còn muốn bạn nào muốn render khổ vuông thì bấm mũi tên sổ xuống đây. Square là tỷ lệ 11 hoặc là 4.3 pixel, là tỷ lệ này hồi xưa là hay dùng tỷ lệ này nhớ là 4.3. Tùy theo mỗi cái landscape không, mình chỉnh chỗ này thì cái thông số này tự nhảy theo thôi. Nhiều khi cái cảnh mình muốn đứng chứ không muốn nằm thì mình chia ngược lại, đúng không? Ví dụ 4.5 hoặc là mình custom nó luôn, custom luôn nè. Mình muốn là bề rộng như bề ngang như mình gõ vô hai bên đây, gõ đây nè, gõ đây nó custom luôn. Còn bình thường là cứ 16.9 là màn hình rộng nè, 16.9 là dùng phổ biến nhất. Rồi đây là cái màn hình là mình nhìn thấy ở trên, mà cái hình mình thấy trên cái màn hình của mình thì mình thấy là cái mép rèm nó đang xét tới đây. Còn cái cửa bên đây thì nó thấy luôn cái cửa bên hông vô phòng. Nhưng mà thực chất mình đã chọn tỷ lệ ví dụ 800 450 nè, mình bật cái shape frame vô đó thì lúc mà render ra thì nó sẽ thấy đúng cái phần shape frame của mình ha. Đó, shape frame nó cắt bớt một phần này không. Ví dụ mình chọn tỷ lệ khá nha để thấy shape frame rõ nha, tỷ lệ khá nè, tỷ lệ 11, thấy không, thấy cái shape frame không? Shape frame là cái đường màu đen mờ này nè, nó đường màu đen mờ này nè. Đó, lúc đó mình render mình chỉ thấy cái trong cái khung này thôi, ngoài khung đó mình không thấy. Ví dụ tiếp 4.3 đó, 4.3 thì mình thấy nè không, cái cửa này sẽ mất từ đến đây cái màu đen còn bên đây mình sẽ thấy cái màu đen từ đây này bị mất nè. Những cái nào mà thấy render cái phần dưới thấy nè. Đó, bật shape frame để kiểm tra đến gì để cái hình mà render xuất ra đó nó sẽ đúng như vậy chứ mình không bật shape frame mình nhìn cái hình mình tưởng là nó render ra sẽ có cái phần này, ai nhàn lúc mà render ra mất tiêu. Nhớ bật shape frame bên để kiểm tra cái đó. Rồi tiếp theo là cái cell image. Cell image thì là ví dụ mình để render qua đêm mình để render qua đêm bật lên nè, để render lên mình bấm cell trước, đặt tên cho nó trước, để cái file nặng đặt tên cho nó trước rồi mình quăng qua đêm tự động nó cell ra, nó xuất thành cái file luôn. Đó, còn nếu mình vừa render vừa canh thì mình không cần bật cái này. Tiếp tới phần animation. Animation mình nói là chuyển động nhưng thực ra trong đây nó không chuyển động ha, mình không có đặt cái camera chuyển động được. Thành ra là phần animation mình không có dùng tới. Rồi phần environment. Environment thì mặc định nó có cái environment của V-Ray Sky tại vì cái mặt trời sunlight ở trong cái đất mặc định nó có sẵn rồi, thành ra tự động nó tạo ra là V-Ray Sky luôn, đã nằm trong cái mục này nè, mục đây texture đây thấy không, environment Sky chính là cái này nè. Mặc định nó có cái này rồi, thành ra mình một là mình để, hai tắt, nhưng mà thường ít tắt lắm mình để giữ luôn ha. Rồi mấy thông số này mình không quan trọng, mình giữ nguyên tại mình chỉnh đa số bằng cái variation không không chỉnh cái này. Tiếp theo là material variety. Material variety là khi mình áp vật liệu hết rồi mà render nó sẽ mất thời gian, tại vì lúc mà render quá trình render nó sẽ tính toán cái vật liệu luôn, thành ra nó mất thời gian tính toán lắm. Nếu mình phủ một màu trắng lên nó render nhanh hơn, nghĩa là test ánh sáng thôi chứ không test vật liệu, thì phủ màu trắng lên, thí dụ material ra mình phủ đi nè, phủ lên thì tự động nó phủ lên màu trắng hết. Rồi mình ra thử ha, thấy không, ra màu trắng hết, nhưng mà tại sao nó đen? Tại vì nó phủ màu trắng lên thì nó đen, nó hiểu màu trắng thì cái kính này cũng hiểu màu trắng nè, thành ra là mình muốn loại trừ cái rèm này ra thì mình làm như sau. Vô cái phần cái rèm ha, vật liệu nè, rồi mình bấm mũi tên sổ ra, sau đó là mình lấy cái ống hút bên bảng vật liệu, đâu rồi, đây rồi mình chích vô ha, chích vô cái rèm một cái, đây cái rèm nó vô, thấy không? Rồi khi mình chích vật liệu vô nó có chữ là can be overridden. Thì có chữ này thì khi mình bật cái hồi nãy lên cái setting hồi nãy là nó override luôn cái này hết. cứ cả dành override, giờ mình gỡ bỏ này ra, mình không cho override, mình giữ nguyên mặc định cái vật liệu rèm. Một cái thứ hai nó còn cái kiến nữa, tạm thời hai cái này đi để mình hai này ha, rồi để mình chích cái kiến, hút cái kiến vô nè, hút vô đó, thì cái kiến gì cũng bị can be override này ha, mình gỡ ra luôn đó, hai cái. Rồi edit un2 lab là vượt cái đồ rồi lại cái rèm này cũng có luôn nè, rèm này cũng tham gia trong quá trình nè, chích vô đây hút này ha, rồi như này can be override là bỏ này không, bỏ ra ha. Ok, bây giờ render lại ha. Thấy không? Ánh sáng đã lọt vô phòng ha. Ánh sáng lọt vô phòng liền. Đó là nhờ mình bỏ cái đó đi. Rồi, cái này nó hơi tối, lý do là cái mặt trời nó tối nè. Giờ mình chỉnh cái mặt trời nó sáng lên tí xíu. Vô cái đèn ha, light sun. Đó là 3. Rồi render thử. Đúng không? Sáng lên. Rồi nó sáng lên mà mình nhìn thấy vẫn tối hay không, mình nhìn thấy tối. Bây giờ thầy thử render interaction nha, bấm vô cái nút này, nút này chính là render interaction, là nó có cái nút màu xanh nè, bấm vô ha. Giờ hôm bữa giờ mình biết cái tăng sáng bằng cái đèn mặt trời rồi ha, rồi tăng sáng bằng cái đèn red tăng light ngoài cửa sổ, giờ tăng sáng bằng camera, vô đây ha, vô phần setting, vô cái phần advanced camera parameter nè, bấm sổ ra. Rồi đây là film speed ISO đã đang 100 nè, tăng lên thành 300. Rồi, sáng lên ha, nó cập nhật á, cập nhật lên sáng lên nè. Rồi nhưng mình thấy 300 nó vẫn chưa đủ sáng, 300 chưa đủ sáng, mình làm tiếp nè, add number. Thì trong 3 thông số này á là thông số đầu tiên là càng tăng càng sáng, còn 2 thông số sau là càng giảm càng sáng. Phim bit ISO là độ nhạy sáng ha, trong ai mà biết chụp hình á hay học chụp hình rồi là biết mấy thông số này ha. Còn F number là khẩu độ, đúng không? Thường cái điện thoại mình á là khẩu độ mà 1.9 trở xuống á là chụp được ban đêm, còn khẩu độ mà từ 2 trở lên là chụp ban đêm xấu quá à, bị mờ, thì do cái này nè, F number nè, điện thoại của mình á. Còn shutter speed là tốc độ màn chập, thì ở đó nhớ không, chụp cái máy chụp ảnh á, chụp lâu cái cắt đấy thì nó mờ lắm, còn cái nào mà chụp lẹ nhanh phát cái là nó chụp rất là rõ à, thì cái này trong cái biểu diễn này nó hiểu là càng giảm thì cái độ nhạy sáng nó càng sáng. Thì bây giờ mình giảm thử nè, đang 8 ha, giảm cái này 4 đó ha, 4 là sáng lên nữa. Rồi tiếp tục nó render real time là vậy đó, khi mình gõ thông số là tự động cập nhật render, thì cái này nặng máy lắm, nó render hoài à, nó không dừng. Rồi tiếp tục nè, giảm này đang 300 nè, giảm 150, render cái nữa đó, nó sáng hơn tí nữa ha. Rồi khi mình dừng internet chi lại là mình render thiệt ha, đây là quả này đi, nhấn giữ chuột trái nè, chuyển quả này lại rồi render cho nó kết thúc cái đó luôn. Đó, mình chỉ cần tăng sáng ra, không cần đặt thêm một cái đèn nào hết ha, không cần đặt thêm cái này, nó tự sáng rồi. Mà render cái render test nhà toàn bộ nó phủ màu trắng hết cho mình, nó chỉ có cái rèm là vật liệu, cái kính là vật liệu thôi, để nó xuyên sáng giống vậy đó, chứ còn mình ràm rèm mình kiến mình phủ trắng luôn đó, thì nó không xuyên sáng. Rồi thông số tiếp theo là cái phần camera ha, camera thì hồi nãy có nói rồi nhưng mà nói lại ha, thì cái phần mặc định của mình là standard nè, nhưng mà mình muốn render 360 độ á, nhìn vòng quanh phòng á, thì bấm button sổ xuống, mình chọn chế độ là V-Ray Physical Panorama ha. Còn cái này mình chưa thử thì chưa biết ha, mình chưa thử cái này rồi ha, thì 360 độ thì thường 360 độ hình, 360 độ hình thì là 1,2 ha, ví dụ chiều dài là 5 m thì chiều kia là 2,5 m, thì khi mà đúng tỷ lệ đó đăng lên Facebook nó mới hiểu nha, tỷ lệ mà Facebook á, mà không đúng tỷ lệ á, mà tối thiểu là 5.000 pixel nha, dưới cái đó là đang là Facebook nó không hiểu, không quay vòng vòng được à, nhớ cái tối thiểu là 5.000, lúc mà render cái đó là chỗ đây là phải 5.000 nè, render bút nè 5.000 nè à, 5.000 là chất lượng ảnh rất là cao á. Mà thường thì mình không làm đó, mình cứ render bình thường, xong mình qua Photoshop á, mình tăng lên 5.000 thì Facebook nó vẫn hiểu, ăn gian vô đó đó à. Rồi cái phần stereo này đừng có bấm lộn à, bởi vì bật cái stereo rồi đó, nó render tiền nó ra hai ảnh chập với nhau rất khó chịu ha, nhìn tiền mình render rút ra hai ảnh à, thì đừng có bật tới nó, đừng đụng tới nó. Rồi cái phần expo, expo chính là cái cương bằng sáng á, thay vì mình bật cái này lên thì mình chỉnh trong dấu cộng này nè, nhớ không, dấu cộng này nè, layer nè, mình chỉnh cái expo thì nó hiệu quả hơn là chỉnh trong đây à. Thì cái expo này đó, mình càng kéo các thông số càng lên cao thì càng tối à, còn càng giảm thì nó càng sáng à. Thì mặc định lên 14 chấm mấy á, 14 chấm mấy á, thì mình không biết là thông số bao nhiêu vừa thì mình bấm vô chữ auto nè, tự động nó tính toán hay nó vừa. Thì khi bấm vô auto thì nhớ là cái phần bên camera này nó bị mờ đi, mình chỉnh không được, phải không, bên camera nó mờ đi nè. Thì thật ra cái phim Apple show nó lên tới 6.000 mấy đựng, chứ nãy mình gõ là mấy trăm không xin nhê, nếu mình tính auto phải không. Thì thử render thử rồi nha, đó nó lên tới 6.000 mấy đựng ha, 6.000 mấy thì nó sáng vừa. Rồi cái đó là tính auto, còn bình thường á, mình cứ gỡ ra à, để mặc định của nó không chỉnh thông số này à, là nó lên 14 chấm mấy á, nhớ là thông số 14 mấy. Còn white balance là cân bằng trắng thôi à, cân bằng trắng, thí dụ mình không thích màu trắng mình chuyển sang màu gì đó, màu kem, màu đỏ vậy đó, mình chuyển sang thí dụ mình làm vàng đi, kem này ha, cho cảnh buổi tối chẳng hạn vậy, render lại thấy không, chuyển sang nó ra không phải màu vàng nha, mà nó cái nhiệt độ màu nó làm cho tím tím đó à, hoặc là mình để auto, đúng không, auto nè, cũng giống như kia để auto thì tự động nó ra cân bằng cái màu cho mình. Đó là cái phần qua balance ha, mình mặc định mình cứ để màu trắng không đủ cho nó. Rồi tiếp theo là cái phần deep up fill, deep fill là gọi là render mà xóa phông á, thấy không, cái hình ảnh chụp xóa phông á là chính là deep fill này. Thì cái này coi trên internet nó có chỉ ha, mình focus lên gì đó, mình vẽ một cái vật thể gì đó thì mình muốn tập trung vô đó nó rõ thôi, còn xung quanh là mờ thì dùng cái deep fill này à. Effect, effect cái này là vignetting á, thì nó tạo ra cái mùng mờ đen xung quanh nè. Nói chung mấy thông số này bên máy ảnh đều có, mấy ảnh cơ á, nó đều có hết á. Đó, ảnh mùng đen mờ xung quanh, còn giữa nó trắng lên làm cho tấm hình của mình nó hút vô đó, nó có độ sâu à. Thì cái này mình ít dùng đó, nó cho ít dùng. Mấy một số bạn trên Facebook mình thấy có biểu diễn mấy cái này, biểu diễn làm cho cái hình nó nghệ thuật á, có cái đó à. Rồi còn lại cái thông số bên đây nè, hầu như mình không chỉnh gì hết, mình để nguyên luôn, không chỉnh gì hết, tại vì nó đã thiết lập sẵn cái thông số bên rồi, mình chỉ chỉnh cái này thôi. Thì có nghĩa là cái chức năng thứ ba là hồi nãy nói ở render 4 nè, mình cần gì, thứ nhất là chất lượng là low, là render nháp, thứ hai render output ha, là cái hình ảnh render nháp cỡ 600 tới 800 thôi à, thứ ba thứ hai hai cái đó thôi được, hai đó thấy đủ rồi đó, hai đó ha. Còn muốn render thật á, render mà sức ảnh thì nhớ tăng lên là 2, và cái hộ ảnh này là bắt buộc phải từ 2000 trở lên ha. Tỷ lệ thì 16.9 không nói rồi, muốn tỷ lệ nào cũng được, nhưng mà riêng cái là kho ảnh là phải từ 2000 trở lên đó, phải 2000 trở lên nè. Thì hai này hai được 2 cộng nha à, không tùy cái à, có cái render thì có cách render để nó nhanh hơn, thì lát mà hướng dẫn luôn các bạn ha. Thứ nhất là 2, cái này là progressive là tắt đi, render thật nha, progressive tắt đi, chất lượng thì 2 và cái khổ ảnh là 2000 trở lên đó. Còn render nháp á, thì có thể bật progressive lên, và cái này low thôi, và cái này chừng 800 đó, 800 thôi ha, render nháp là vậy đó nha, chỉ 3 thông số đó ha, còn mấy thông số khác là tự động nó nhảy rồi, mình không quan tâm. Tuy nhiên có một thông số cần quan tâm, ví dụ mình render trước này hoàn thiện mới thấy được, render này đi ha, nó hoàn thiện này mới thấy được. Lô cho ta nãy lô rồi đúng không? Để cái bức ảnh của mình nó có mấy cái độ có chiều sâu á, của mấy cái vùng mà vùng cái góc tường á, mấy cái chiều sâu á, thì mình chỉnh một cái thông số chiều sâu, thông số này nó ẩn, mình phải bật ra mới thấy được. Hình như không cần xong nó cũng được, rồi mình cứ cho dần đây đi ha. Đây, đây à, chế độ tiếp theo cần quan tâm đó là Global Illumination. Thì cái Global Illumination nè, là nó gọi là ánh sáng gián tiếp. Ánh sáng gián tiếp là sao? Thí dụ mình có một ánh sáng mặt trời qua đây chiếu vô nè, thì bắt đầu nó chiếu vô tường đúng không? Từ tường này nó nảy bật lên cái tường này nảy bật lên cái chừng đó, cứ vậy đó, nó giả sáng thì chính là cái tab này. Thì về đây chính là tính toán cái này là cái chính này ha, trong cái tab này chính nè, nó nhìn sáng vô đây ha, nó bật lên chừng, chừng lại giả xuống cái tường này, giả xuống tường này rồi giả qua tường này. Giống như cái nhà mình á, lúc mình mới xây xong mà chưa có sơn nước á, lúc mà tô hồ xong đó mình nhìn tối thui rồi, nhiều khi cái mình chơi nói sao tối quá, nhà tối quá, nhưng mà tuy sơn nước vậy đó, nó dạ qua dạ lại là sáng trưng cái nhà luôn à. Thì cái hiệu ứng của cái global illumination là nó làm tác dụng đó. Thì mặc định nó proof of, thì cái chỗ proof of này nè mình mới chỉnh được cái line mix, nhớ không? Nhớ nha, chế độ chỉnh line mix ha. Thì đặc điểm chế độ proof of đó là render rất là mịn, rất là mịn nhưng mà dễ bị noise. Thì chọn chế độ này đa số là phải bật bên đây denoise lên, bên đây denoise lên. Còn chế độ thứ hai là chế độ in radian maps, là cái bản đồ. Thì cái bản đồ này nè thì nó render chất lượng không bằng cái kia nhưng mà nó nhanh hơn, nhanh hơn. Rồi ở trong đây nó có một cái ẩn của nó ở trong cái pháp global illumination này, thấy không? Nó có cái nút mũi tên này chút xíu nè, mình bật ra mình mới thấy đó. Ở đây bình thường mình không thấy cái nút đó đâu. Mình này mình có là 1, 2, 3, 4, 5 cái menu đúng không? Để mình bật cái này ra đó, thì ra cái thứ 6 này không, thứ 7 này không, thứ 8 này, âm ban lên xanh, cái này cái chính nè. Thì cái này là gì? Cái này chính là cái vùng mà giao tiếp giáp giữa cái mấy cái tường này, cái góc này, cái góc này nè. Giờ mình bật cái này ra ha, bật nó lên. Rồi thí dụ bán kính nó đang là 8 nè, thì mình có thể tăng nó lên, tăng lên là 10 chẳng hạn vậy. Rồi cái vùng mà nó ảnh hưởng á, nó đang 0.8 nè, thì mình tăng lên là 2 luôn chẳng hạn vậy. Rồi mình render mình thấy, nhìn cái góc này lại ha. Thấy không? Thấy nó có độ sâu không? Thì khi mà nó có độ sâu vậy đó thì mình thấy cái hình nó có cảm giác là nó sâu và nó sắc nét. Nhưng mà đương nhiên mình phải chỉnh cho vừa chứ không chỉnh kiểu đó. Chỉ kéo lên mạnh cho các bạn biết thôi, là cái vùng ảnh hưởng nè. Occlusion amount nè, là ảnh hưởng cái độ rộng của cái đường viền đen đó. Radius, bán kính của viền đen đó. Thì giờ top ha. Để mình chỉnh cho vừa. Vừa mình kéo lại là 8 như cũ lại ha, 8. Rồi cái này nè, thay vì 1.8 á, nãy là 0 chấm mấy mình cho 1 thôi được rồi. 1.2 là đẹp. Em đã thử lại. Cái này nó ẩn nha, mà cái này nó làm cho cái hình mình sắc nét. Nhờ cái độ sâu, nó làm cái độ sâu là nhờ chức năng đó. Bình thường mình không thấy. Thấy không? Bật lên là nó có độ sâu ha. Độ sâu viền đó là ambient occlusion. Cái độ sâu cho hình nó sắc nét hơn nhiều. Rồi còn thông số nào đó, thông số contour, contour ha, trả về này là 0.8 đi ha. Contour, contour này thì V5 trở lên nó thấy nó tạo ra một cái đường viền đen cho cái vật thể, đường viền đen giống như vẽ nước vẽ chì vậy đó. Nhiều khi mình có ý đồ vậy đó, vẽ cái nét vậy đó, thì mình bật cái này lên contour này. Để thông số mặc định thôi, họ cần xử lý vậy, bấm render thôi. Sau khi render xong nó tạo ra viền đen cho mình. Thấy không? Thấy viền đen không? Đó, đen nè. Này nó bị dính vô cái vách mà mình chưa tắt nè, hình lại có viền đen trước cái vách nè. Đó, mấy cái viền này nó kẻ màu đen luôn á, giống như nét giấy chì vậy đó ha. Cái giấy nó chì luôn. Đó là contour ha. Rồi chỉ quan tâm mấy thông số đó là biết thôi, còn mấy thông số khác không quan tâm. Rồi, vậy bây giờ mình qua cái chế độ thứ, dừng lại không hay là tiếp tục? Tiếp ha. Qua chế độ thứ hai là chế độ mình cần nè. Tắt cái contour đi ha. Do máy yếu á, mình bắt buộc phải làm chế độ này là blue fog nè, thì mình chuyển qua là in radian map. Và nhớ khi chế độ in radian map á, thì cái phần line mid mình không sử dụng được nha. Line mid trong đây nè, không sử dụng được ha. Nó không hiểu cái chế độ đó. Rồi line mid rồi. Line mid như mình bật bên kia nó tắt bên này luôn rồi. Đó. Đó. Lại. Lỗ hả? Ở đây đâu rồi, đây nè. Đó. Thì mặc dù á mình chọn ra là map, mặc dù mình có click vô limit nữa thì lúc mà render ra nó không hiện. Nhớ nha, thì limit nó chỉ tác dụng với proof of thôi. Nó tác dụng không riêng là map. Rồi, cái phần ra map này khi mình bật lên á thì nó có một cái gọi là disk caching, đúng không? Disk caching nè, mình để sell cái setting hiện hành của mình để cho nhanh, đúng không? Rồi bây giờ thì bật ra đợi cái mấy cái kia đi. Edit on 2 on ha. Ok, và không phủ màu trắng ha, tắt cái phủ material ra đi. Rồi cái này cái tivi đi ha. Ok, hai cái ghế để cho nhẹ ha, hai ghế để cho nhẹ. Rồi mình trở ra map ha. Mấy thông số thì mình cứ để lô thấp thôi để mình test mà. Thì hai chứ không phải hai chứ, bắt buộc phải hai, mình đang thiệt mà. Tắt RSC ha, chọn hai luôn, hai đúng ha. Nhưng mà thông số để rất là nhỏ, để rất nhỏ là 800, thậm chí để 600 thôi. Đó là 600 là phần lớn. Nhưng mà cái này nè, bắt đầu mình sell lại nè, sell cái hạ độ ánh sáng ra map đi, sell lại. Bấm thứ nhất là bấm vô tôi sell nè, thứ hai là bấm vô sell nè, đặt tên file cho nó nằm ở trong thư mục là document đi chẳng hạn. Đây là cái đuôi nó chấm là VR map, bấm số 1. Đó là của cái infrared map này, là sell cái. Nhớ bấm vô tôi sell nha. Cái thứ hai là cái của Lightcast ha. Lightcast chính là mấy cái photon ánh sáng á, chấm 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 á, nó tính toán từng bước á. Rồi mình bấm vô cái phần disk caching luôn. Rồi cũng chọn auto sell, bấm vô sell đây luôn. Đủ cũng trong đó của mình. Thì cái này á, hồi nãy là VR map, còn này là VRL map, nó có thêm chữ L là VRL á, Lightcast á. Đặt tên số 1 luôn ha. Sell. Đó, thì lúc này á bắt đầu mình render. Render. Rồi có nghĩa là nó render chất lượng rất là cao, nhưng mà lại là cái hình khổ hình rất là nhỏ. Bấm cái expo ra đi cho nó lên, sáng lên tí expo. Expo kéo lên ha, cho sáng tí xíu. Đó, nhưng mà nó chói này không, cái lên chói này nhớ là cái hai bên mình giảm lại, hai bên trả lại cho đỡ chói, thấy không, nó cân bằng lại. Kéo cái này thì giảm kia, cái contrast làm cho cái độ sâu, kéo contrast lên nè, không giảm contrast này nó nhòe, kéo contrast lên nè nó sâu này, thấy không, đừng sâu lên, nhưng mà đừng sâu quá nó bị trái vàng, bị khét á, là dễ vừa thôi. Xong. Đó mình thấy render nó dựng chạy nhanh, thấy không, nó chạy nhanh ha, render nè. Nó lúc này nó chạy rebatch một nha, nó rebatch trước rồi mới vào render thực sự, nó phải chạy qua một batch trước. Rồi khi nó chạy render thì mình không cần nó render xong, mình lấy cái hoạt độ ánh sáng của nó thôi. Đang chạy render á, giờ mình coi lại cái phần sell của nó ha, sell chưa nha. Mặc dù mình nãy mình sell rồi, bấm vô sell nè, có cái file chưa, xem xuống đây ha, đó thấy không, nó nói là mình nãy mình sell rồi mà chưa có sell, thấy không, đặt tên lại, sell lại lần nữa, rồi bên đây kiểm tra luôn sell chưa, có chưa, thấy không, đây có rồi nè, 1VR map đây có rồi ha, đây là có rồi nè. Yes, rồi kiểm tra phía trên 1VR map có rồi nè, thấy không luôn. Ok, hai cái có rồi. Thì khi hai cái có rồi mình không cần render xong ha, mà này nó sắp xong rồi, deny luôn, sẵn mình làm luôn. Đúng rồi, bỏ deny đi. Khi mà mình render đủ sáng nha, tại cái phòng của thầy đang không đủ sáng này, cái chỗ này nó tối lắm. Thành ra lúc mà deny nó về lỗi ở chỗ đây nè, nó về mình lỗi chỗ đây nè. Nếu mà đủ sao? Rồi các bạn thấy không, đây là render khổ ảnh rất là nhỏ, có 600 mà nhưng mà chất lượng rất là cao, thành ra mình nhìn nó cũng được, đúng không, mặc dù hình không sáng nét nhìn cũng được. Còn chỗ đây nó bị lem nhem á, là lý do nó thiếu sáng, đúng là mình phải đặt thêm một cái ngọn đèn ở đây nữa, nhưng mà mình đang test mà mình không đặt ngọn đèn nó nặng lắm, mình để đây ha. Rồi bây giờ mình muốn render thiệt á thì bắt đầu mình vô như sau. Mấy thông số kia mình giữ nguyên, bây giờ mình tăng cái thông số này lên là 2000 ha, qua 2,5 thì mình 2,5 luôn, anh vậy ha, chơi sang luôn á, đứng hả, mới gõ 2,5 bên đây đã đứng bên kia là hả, ghê vậy hả, ra rồi đúng không. Rồi 2000 thôi, không chịu 2000. Rồi rồi ở đây nè, hồi nãy là mình sell đúng không? Bây giờ mình không sell, mình bấm chỗ Discussion á, chỗ single frame nè, bấm mũi tên sổ xuống mà mình chọn là from file, có nghĩa load cái file đó vô, load cái file ánh sáng đó vô, nó đã lưu lại thành một file rồi, mình load vô, load vô đây, bấm open vô ha, rồi mở cái file của mình ra, đây một cái rồi máu nè, open nó ra một cái trên đây cũng vậy ha, single frame nè, chỗ cái inner map á, cái này của cái like kết nha, còn này của inner map nè, cũng vậy chỗ single frame nè, bấm mũi tên sổ xuống, chọn from file, open nó ra, rồi chọn cái file đó, một cái rồi map hay không, open ra, đó, ha. Rồi lúc này mình tăng chứ lên là 2000 thì lúc render nó sẽ không tính toán cái like nữa không build like mà cũng không rebate nữa, nó render trực tiếp luôn, nó rất là nhanh ha. Ở cái này thì đối với cái file mình mà máy yếu á, mình nên làm kiểu này để nhìn dòng lệnh này không, nó render luôn không? Hồi nãy nó phải chạy rebate, nó build like trước để chạy rebate, còn bây giờ khi mình làm cái đó nó render image luôn, nó không cần chạy kia nữa